Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietsern Breakfast mang đến sản phẩm yến xào cao cấp cho thị trường Úc. Yến hủ chân đường, yến hủ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 22000-2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn, sản phẩm Vietsern Breakfast sẵn sàng chinh phục thị trường Úc. Chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vietsern Breakfast đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Lily và Kim Hoàng. Rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, những cái thông tin được quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay đó là một cái buổi lễ tưởng niệm để mà tưởng nhớ đến 38 nạn nhân đã tử vong trên chuyến bay MH17 đúng 10 năm trước đây, khi chuyến bay này đã bị Liên bang Nga bắn hạ. Và ngày hôm nay tại Tòa nhà Quốc hội, Tổng toàn quyền bà Sam Morrison cũng đã tham dự buổi lễ tưởng niệm này cùng với gia đình của 38 nạn nhân xấu số trong chuyến bay. Tham gia lễ tưởng niệm còn có cảnh sát trưởng của cảnh sát liên bang cũng như cựu thủ tướng Tony Abbott. Sở dĩ ông Tony Abbott tham gia là bởi vì chiếc máy bay bị bắn hạ 10 năm trước cũng là thời điểm mà ông Tony Abbott là thủ tướng của Liên đảng Tự do Quốc gia. Và vì vậy ngày hôm nay ông cũng đã thay mặt các chính trị gia để chia buồn đến các gia đình của những nạn nhân xấu số. Trong sinh hoạt chính trị, những vấn đề liên quan đến Liên hiệp Nghiệp đoàn CFMEU tiếp tục là bản tin được quan tâm nhiều nhất. Và ngày hôm nay thì Bộ trưởng quan hệ nơi làm việc là ông Tony Perth cũng vừa tuyên bố bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ủy ban Công bằng Lao động là ông Murray Furlong làm quản trị độc lập của CFMEU để đáp lại những cáo buộc về mối liên hệ giữa nghiệp đoàn này với các thành viên của Pikey là những băng nhóm tội phạm tại tiểu bang Victoria. Và theo lời Bộ trưởng Tony Perth thì đây sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ sau khi Quốc hội tái nhóm trở lại vào ngày 12 tháng 8 sắp tới. Trong khi đó ở cấp liên bang, thủ hiến của hầu hết các tiểu bang đều đã tuyên bố là sẽ có những cái biện pháp trừng phạt hoặc là xem xét lại hoạt động của Liên hiệp Nghiệp đoàn CFMEU, mà trước tiên hết đó là việc cấm không nhận bất kỳ một cái khoản quyên góp nào từ Liên hiệp Nghiệp đoàn này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là thủ hiến ở tiểu bang New South Wales, đó là thủ hiến Jasmine cũng tuyên bố là đã chấm dứt mối quan hệ giữa đảng lao động và cầm quyền ở tiểu bang với lại nghiệp đoàn CFMEU. Điều này có nghĩa rằng là đảng lao động sẽ không nhận bất cứ cái khoản quyên góp nào từ nghiệp đoàn CFMEU ngoại trừ các cái khoản phí mà nghiệp đoàn đóng theo quy định. Ông cũng nêu rõ là hoàn toàn không có sự dung túng cho các hành động phạm tội hay tham nhũng trong ngành xây dựng. Và điều này cũng để cho minh bạch hơn nữa những cái hoạt động trong ngành công đoàn nói chung ở tiểu bang. Ngoài ra thì vào hôm thứ Hai vừa rồi, thủ hiến Jasmine cũng đã yêu cầu thư ký nghiệp đoàn ở New South Wales là ông Darren Greenfield là từ chức, bởi vì chính ông Darren cũng từng đứng đối mặt với những bê bối về nhận hối lộ được điều tra từ năm 2021. Trong khi đó thì phe đối lập ở tiểu bang New South Wales thì vẫn chỉ trích chính phủ lao động của thủ hiến Jasmine là hành động khá chậm trễ bởi vì bê bối với sự liên quan của các cái nhân vật trong thế giới ngầm đã bị phanh phui ở tiểu bang Victoria từ tuần trước. Trong khi đó thì chính ở tiểu bang Victoria thì thủ hiến Jacinta Allan thì hôm nay tiếp tục phải đối mặt với truyền thông trước những chỉ trích về sự phản ứng chậm trễ của bà, bởi vì là có những thông tin cho thấy là thủ hiến Allan đã nhận được các tài liệu báo cáo từ năm 2022, trong đó cũng đã có những cái bằng chứng cho thấy là các quan chức từ CFMEU của bang đã đe dọa bạo lực nếu mà chính phủ loại trừ các cái công ty bất hợp pháp khỏi các cái dự án xây dựng lớn. Và tức lẽ ra là bà Allan có thể can thiệp cái vụ việc này sớm hơn. Đương nhiên thủ hiến Victoria đã bác bỏ những chỉ trích đó, rằng bà cũng thừa nhận đúng là có những cái lo ngại nghiêm trọng đã được nêu ra từ rất sớm. Nhưng mà việc đúng hay sai thì lại thuộc trách nhiệm của cơ quan giám sát liên bang.
Tuy nhiên bà cũng hoàn toàn nhận trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác với chính phủ liên bang để có thể có những hành động mạnh tay hơn nữa, làm trong sạch cái nghiệp đoàn CFMEU. Ngoài ra thì bà lần hôm qua cũng đã đình chỉ tất cả các cái khoản quyên góp chính trị từ CFMEU và chuẩn bị để chuyển công đoàn này tới Ủy ban điều tra chống tham nhũng của tiểu bang. Còn tại Queensland thì thủ hiến Stephen Miles hôm nay cũng tuyên bố là ông cũng sẽ không gặp gỡ các đại diện công đoàn hoặc là nhận tiền quyên góp cho đến khi biết chính xác rằng là không xảy ra bất cứ cái hành vi sai trái nào trong nghiệp đoàn CFMEU ở tiểu bang. Còn Tây Úc thì không đưa ra lời kêu gọi nào về việc đình chỉ nhận cái tiền quyên góp từ CFMEU ở Tây Úc, khi mà Bộ trưởng Ngân khố của tiểu bang Rita Satterfield cũng khẳng định là Tây Úc thì không thấy có những cái hành vi vi phạm tương tự như ở Victoria. Và kính thưa quý vị, tại Nam Úc thì thủ hiến Peter Malinowska cũng đã yêu cầu cơ quan điều hành quốc gia của đảng lao động là phải đình chỉ tất cả những cái liên hệ với bộ phận xây dựng của Liên hiệp nghiệp đoàn CFMEU, trong khi thư ký quốc gia của nghiệp đoàn này là ông Jack Smith cũng đã xác nhận chi nhánh CFMEU tại Victoria đã được đưa vào việc quản lý tự nguyện sau cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào ngày hôm qua. Chắc chắn là những cái tranh chấp liên quan đến tổng nghiệp đoàn CFMEU chưa dừng lại tại đây. Sau hàng loạt những cái phanh phui, có thể nói là cái phát súng đầu tiên đã nổ ra sau chương trình 60 phút cũng như là hợp tác với đài truyền hình số 9 để tố cáo là nghiệp đoàn tại tiểu bang Victoria đã có những cái hành động tham nhũng cũng như là vượt quá quyền hạn khi đe dọa những thành viên của nghiệp đoàn, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Và sau đó là cuộc chiến bắt đầu lan dần ra các tiểu bang, và ở cấp liên bang hiện nay cũng là một cái hồi chuông rất đáng báo động, cho thấy quyền lực quá đáng sợ của Liên hiệp nghiệp đoàn này. Và đây có thể là một cái thời cơ rất tốt để những đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như công đoàn ACTU hoặc là những cái nghiệp đoàn khác, có thể cùng hợp lực để loại trừ một trong những cái đối thủ mạnh nhất tại nước Úc trong nhiều chục năm vừa qua. Và cũng tại tiểu bang Victoria, kính thưa quý vị, chính phủ Jacinta Ardern trong cái ngân sách hạn hẹp đã yêu cầu các hệ thống bệnh viện công là phải tiết kiệm 1 tỷ đô la trong năm tài chính sắp tới. Và đây, những cái yêu cầu tiết kiệm chi tiêu này đã khiến cho một trong những bệnh viện công lớn nhất tại khu vực nông thôn đã phải tuyên bố hạn chế những cái dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ tại khu vực khẩn cấp. Và đó là tình trạng đang xảy ra tại bệnh viện ở Mildura. Đây là một thị trấn rất xinh đẹp, nổi tiếng với những vườn nho và cũng như là những cái nông trại sản xuất rượu vang. Tuy nhiên, bệnh viện chính tại Mildura có thể là phải đóng cửa hẳn khoa cấp cứu để cắt giảm chi phí. Và điều này nếu xảy ra có thể khiến hàng chục ngàn bệnh nhân không có cơ hội tiếp cận các dịch vụ khi những trường hợp khẩn cấp xảy ra. Hiện nay thì bệnh viện Mildura Pace đang chịu một cái áp lực rất lớn bởi vì những cái yêu cầu tiết kiệm ngân sách từ chính phủ tiểu bang. Mặc dù một cách chính thức thì Bộ trưởng Y tế tại Victoria là bà Mary Ann Thomas cũng cho biết là chính phủ lao động không yêu cầu các tiểu bang phải giảm hạ các dịch vụ của mình. Tuy nhiên, việc giảm hạ ngân sách cũng đồng nghĩa với việc các bệnh viện không thể thuê mướn thêm bác sĩ và y tá, và nếu không có bác sĩ và y tá thì các dịch vụ không thể thực hiện được. Và trong trường hợp tại bệnh viện Mildura, bệnh nhân nếu có nhu cầu họ phải lái xe đến 400 cây số đến một cái bệnh viện gần nhất là tại Bendigo. Và tất nhiên trong những trường hợp như thế này, hệ thống xe cứu thương một lần nữa sẽ rơi vào tình trạng quá tải nếu phải vận chuyển bệnh nhân với một cái quãng đường xa như vậy. Và đây cũng là những áp lực mới nhất đối với thủ hiến Jacinta Ardern, bởi vì bà Ardern đã được các bệnh viện yêu cầu phải có một biện pháp hoặc là câu trả lời để các bệnh viện có thể tiếp tục duy trì hoạt động. Nếu tiếp tục chương trình cắt giảm ngân sách như thế này thì tất nhiên nhiều giường bệnh sẽ ngưng hoạt động, nhiều khu vực cũng sẽ không thể nào tiếp cận và tiếp nhận bệnh nhân, trong khi bác sĩ gia đình thì cũng đang trong tình trạng quá tải, và điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại Victoria. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó ở tiểu bang Tây Úc thì hệ thống mạng viễn thông Telstra lại gặp sự cố, khiến cho cư dân ở một số khu vực vùng nông thôn của tiểu bang Tây Úc đã không nhận được tín hiệu trong suốt 6 ngày liền.
Và điều này cũng bộc lộ rất nhiều cái bất cập trong các quy định từ chính phủ liên bang. Cụ thể đó là ở khu vực Port Denison và Donggala, cách thành phố Perth khoảng 353 km về phía Bắc, thì tình trạng mất tín hiệu của mạng Telstra cũng đã khiến rất nhiều người dân không thể truy cập vào mạng di động cũng như là mạng Internet. Người dân thì gặp bất tiện trong vấn đề giao tiếp, tuy nhiên là lại ảnh hưởng rất nặng nề đến các doanh nghiệp. Như một doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào Telstra cũng cho biết là cái máy trả thẻ Epos để tính tiền cho khách hàng của họ đã không thể hoạt động. Do vậy mà họ đã bị thiệt hại doanh thu lên tới 18.000 đô la do cái mạng Telstra ngừng hoạt động trong 6 ngày vừa rồi. Và các cư dân ở đây cho biết là việc mất tín hiệu mạng kéo dài gần một tuần là điều không thể nghĩ có thể xảy ra tại Úc Châu. Và càng cho thấy sự chênh lệch về mức độ sống giữa thành thị với nông thôn. Họ cho rằng là chính phủ có các cái quy định lỏng lẻo khiến các công ty viễn thông chỉ tập trung vào các thành phố nơi có nhiều khách hàng và đem lại cho họ nhiều lợi nhuận mà không đếm xỉa gì đến người dân ở các khu vực nông thôn, nên để sự cố kéo dài mà họ không hề sửa chữa hay là khắc phục. Vào tháng 11 năm ngoái thì cũng từng xảy ra cái sự cố của mạng Optus ngừng hoạt động trong 14 giờ, ảnh hưởng tới 10 triệu cư dân Úc và 400.000 doanh nghiệp. Theo thanh tra viễn thông của Úc Châu thì dịch vụ di động thì không được coi là dịch vụ thiết yếu và cũng không có yêu cầu dịch vụ tối thiểu nào đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cần phải đảm bảo. Và mặc dù các cái công ty viễn thông thì có nghĩa vụ là phải phổ quát, nhưng mà là chỉ phổ quát cái mạng điện thoại cố định mà thôi và cần có những cái tiêu chuẩn nhất định. Tuy nhiên, riêng đối với mạng di động và Internet thì hiện nay lại không có các quy định như vậy. Như đối với điện thoại cố định thì các công ty cần phải đảm bảo là nếu bị ngắt kết nối thì dịch vụ cần phải có quy định theo đúng ngày giờ cần phải khắc phục. Thế nhưng mà cái khung thời gian hay các quy định đó thì lại không được áp dụng đối với mạng di động hay là Internet. Và các cư dân cho rằng là những cái quy định như vậy hiện nay là đã lỗi thời, trong khi số người sử dụng điện thoại di động hay Internet thì ngày càng phổ biến và cần thiết hơn. Nên chính phủ cũng cần phải thay đổi các cái quy định, tức là bắt buộc các công ty viễn thông cần phải có trách nhiệm hơn cả trong những mảng công nghệ mới. Tức là quy định cung cấp mạng điện thoại di động hay dịch vụ Internet là các cái dịch vụ thiết yếu, tương tự giống như việc cung cấp điện, nước hay là khí đốt. Và vào năm 2021 thì chính phủ cũng cho biết là dịch vụ di động hiện nay cũng đã tiếp cận tới 99,5% dân số và bao phủ tới 33% diện tích của Úc Châu. Và do chưa có quy định nào như vậy nên là khi xảy ra những cái sự cố gây mất mạng di động hay là Internet thì các công ty viễn thông gần như là không có trách nhiệm gì để mà khắc phục ngay. Đúng là chính phủ Úc nó quá là chậm chạp trong việc thay đổi dự luật. Vâng. Tất cả những cái điện thoại bàn, những cái điện thoại cố định gần như là đi vào dĩ vãng. Vâng, chúng ta không ai thấy, thậm chí là những cái công ty hiện nay họ cũng không có một cái số điện thoại, không có số điện thoại bàn, thay vào đó có số hotline. Thì thường thường thì sử dụng hotline mà thôi, và hotline thì nó liên thẳng trực tiếp vào điện thoại di động. Vâng. Chứ không ai mà sử dụng điện thoại bàn nữa. Vâng. Và kính thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày thì việc lừa đảo vẫn tiếp tục gia tăng tại Úc, và đặc biệt lừa đảo qua hình thức mua bán bất động sản. Và đó là trường hợp của một trong những nạn nhân mới nhất có tên gọi là Lily. Lily là một nhân viên kế toán đã nghỉ hưu. Cô cho biết là cô đã mất 26.000 đô la sau khi bán một căn hộ của cô ở phía nam của thành phố Sydney. Bởi vì cái số tiền đặt cọc mà người mua gửi chuyển cho agent thì sau khi mà chúng ta settle, có nghĩa là chúng ta hoàn tất cái thương vụ mua bán nhà, thì cái khoản tiền đặt cọc này thông thường các công ty địa ốc sẽ chuyển lại cho người chủ của căn nhà. Và trong trường hợp của cô Lily thì cô sau khi đã hoàn tất cái quá trình mua bán, cô không nhận được số tiền này từ agent. Lý do là bởi vì agent đã thực hiện việc chuyển tiền, nhưng số tiền này thay vì đi vào tài khoản của cô Lily là chủ nhà thì lại đi vào tài khoản của bọn tội phạm. Mà nguyên nhân thì chúng ta có thể rất nhiều lý do. Bọn tội phạm có thể đã giả mạo gửi những email tới cho văn phòng địa ốc, và văn phòng địa ốc đó thay vì họ phải kiểm tra lại với người chủ nhân của căn hộ về số tài khoản có đúng hay không thì họ lại thiếu cái bước này, và vì vậy họ chỉ căn cứ vào email mà họ nhận được. Qua trong email đó tất nhiên là phải cho số tài khoản để chuyển số tiền, và agent cứ thế làm theo. Và trong trường hợp này thì thiệt thòi là nghiêng về người chủ nhà. Và đây là một tình trạng khá là bi đát, bởi vì Lily là một trong những người bị
có những cái vấn đề về sức khỏe không thể di chuyển và cô cũng bị mù, không thể nhìn thấy được. Hiện nay thì cô cũng đang đấu tranh để yêu cầu đòi lại cái khoản tiền bị mất 26.000 đô la. Tuy nhiên kết quả có lẽ rất là khó khăn. Và theo Ủy hội ACCC cung cấp thông tin cho đài ABC cho thấy những cái dữ liệu mới nhất về tình trạng lừa đảo, thật ra thì xu hướng bắt đầu có sự giảm hạ. Và trong năm tài chính 2023 và 2024 vừa qua, tổng cộng đã có 288.604 báo cáo về việc bị lừa đảo. Và đây là sự giảm hạ 0.6% so với một năm trước đó. Và tổng số tiền bị lừa đảo cũng giảm đi 41% so trong 12 tháng. Cụ thể thì 12 tháng trước, số tiền mà người dân Úc bị lừa đảo qua hình thức mua bán bất động sản như thế này đã lên đến 560 triệu đô la. Nhưng trong năm tài chính vừa qua thì số tiền chỉ còn là 330 triệu đô la. Mặc dù vậy, đây vẫn là một con số rất lớn, đặc biệt là tại tiểu bang Tây Úc, khi mà Bộ trưởng Tài chính là bà Sue Ellery cho biết 11 nạn nhân ở Tây Úc đã báo cáo là họ đã bị mất tổng cộng hơn 503.000 đô la. Và đây là số tiền vượt quá mức của 29 nạn nhân của năm 2023. Khi đó, 29 nạn nhân chỉ bị mất có 501.000 đô la mà thôi. Hay nói một cách khác, những cái số tiền bị người dân bị mất mát qua những cái vấn đề lừa đảo, nó có sự khác biệt giữa các tiểu bang. Nhìn chung trên toàn quốc thì nó có sự giảm hạ, nhưng đi vào chi tiết thì có tiểu bang và cũng đang có sự gia tăng. Và đây là một tình trạng mà ACCC hiện nay cũng không thể nào làm được điều gì hơn ngoài việc nhắc nhở những người mua bán nhà cửa và những người chủ nhà. Khi chúng ta tiến hành giao dịch một cái căn nhà nào đó đi vào giai đoạn cuối cùng về vấn đề chuyển tiền thì các văn phòng địa ốc, các công ty địa ốc trước khi chuyển những cái số tiền lớn như thế này, tốt nhất là chúng ta nên gọi điện thoại trực tiếp cho người chủ nhà để xác nhận lại một lần nữa số tài khoản này có đúng hay không. Hoặc là người chủ nhà nếu cũng có thể hành động ngược lại, có nghĩa là chủ động liên lạc với văn phòng địa ốc để xác nhận cái tài khoản của mình, để văn phòng địa ốc cần phải chịu trách nhiệm. Nếu họ chuyển sai cái tài khoản thì họ phải có nghĩa vụ bồi thường. Và đó là tình trạng mà ACCC vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng ta là nạn lừa đảo vẫn còn và vẫn còn rất nhiều người đã trở thành nạn nhân. Vâng, ngành giao dịch bất động sản thường chuyển khoản những cái khoản rất lớn trên giao dịch chính là mục tiêu rất lớn của các cái bọn lừa đảo. Và do vậy chúng ta đúng là phải cẩn thận. Như chị Kim Hoàng vừa nói, tốt nhất là vẫn nên gọi điện thoại lại cho cái nơi yêu cầu mình gửi tiền để xác minh lại một lần nữa cái số tài khoản đó. Còn thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực bất động sản thì trong bối cảnh mà cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở Úc vẫn tiếp tục và chưa biết đến bao giờ mới được giải quyết, thì vẫn tiếp tục có rất nhiều thông tin cho thấy cái tình trạng trì trệ trong lĩnh vực xây dựng. Mà thông tin hôm nay thì kể về hàng chục gia đình lao động là từng mua các cái lô đất để xây nhà mới nhưng mà chỉ nằm quy hoạch ở trên giấy, tức là off the plan từ 5 năm trước ở khu vực phía Tây Sydney. Nhưng mà đến nay thì khu lô đất đã quy hoạch đó thì vẫn chỉ là những cái khu đất bỏ hoang. Khu đất này thì mang tên là Oxford Gardens, Exlebens, đã được phân lô để bán cho 100 hộ gia đình vào năm 2020. Nay lẽ ra là nơi ở của hàng trăm người, thế nhưng mà thay vào đó họ vẫn đang phải đi ở nhà thuê, trong khi thì các lô đất này vẫn đang để trống rất lãng phí. Công ty phát triển nhà thì khẳng định là sự chậm trễ trong vấn đề xây dựng thì không phải là nguyên do từ họ, mà một loạt những nguyên nhân như là đại dịch, rồi sau đó xảy đến những cái đợt mưa gây lũ lụt rất lớn, rồi cũng như sự quan liêu từ các cơ quan của chính phủ hay hội đồng địa phương. Và nay thì sự chậm trễ được đổ lỗi là cho các công ty cung cấp nước sạch Sydney Water, mà người ta nghi là có chuyện gì đó bất đồng giữa bên nhà phát triển với lại công ty cung cấp nước, bởi vì là khiến cho công ty cung cấp nước là đã trì hoãn xây dựng các cái trạm bơm nước cũng như hệ thống thoát nước mà đáng lẽ ra công ty hứa là đã hoàn thành vào tháng 7 năm ngoái. Tức các cơ sở hạ tầng hiện nay ở khu đất này là chưa hoàn thiện để cư dân bắt đầu xây dựng nhà. Và thêm một năm nữa trôi qua, các chủ lô đất ở đây giờ đây cảm thấy là quá thất vọng bởi vì chờ đợi được xây nhà quá lâu. Vừa mất tiền thuê nhà để ở tạm hiện nay, lại vừa mất tiền phải trả lãi ngân hàng, trong khi thì chi phí xây dựng 5 năm qua được cho là đã tăng tới 20%.
Và một số người cũng nói rằng là nếu mà mua đất và xây nhà vào năm đó thì họ còn đủ khả năng tài chính. Nhưng mà đến năm nay thì gần như họ hết khả năng. Trong khi với tình trạng trì trệ hiện nay, họ muốn bán cái lô đất đi thì cũng khó. Và trước thực trạng này thì họ cũng không tin rằng là chính phủ các cấp từ liên bang tới các tiểu bang có thể sớm giải quyết được cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở hiện nay nếu mà tốc độ từ quy hoạch trên giấy cho tới xây dựng nhà trên thực tế tiếp tục còn kéo dài như hiện nay. Chúng ta không biết là lỗi của ai, nhưng mà rõ ràng cư dân 100 người đã đặt cọc mua 100 lô đất là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Họ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, xây cũng không được mà bán thì cũng không ra, trong khi đất đai thì nó vô cùng đắt đỏ và khan hiếm. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần Điểm báo thế giới của đài Việt TV Australia. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.